Vâng, và bộ số 2 em xin giới thiệu tới mọi người, đó là một bộ của hãng Kenwood, hàng nội địa, và xin cam kết là tất cả nguyên zin nguyên bản mọi người nhá, tất cả các giá. Và còn sau đây mời mọi người cùng nghe chất đồng, sau đây em đi giới thiệu. Cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa, hãy ta chung lối mong. Em thương sắc tím băng lăng, anh thương màu áo trắng, tan trường hoa áo tung tăng. Tình bao năm thắm nồng nhưng chưa một lời. Vui bên nhau ngày đám cưới trên đường hoa tím khung trời. Mùa thì nắng cũng... Em qua một đoạn nhạc mạnh hơn nhá, đoạn nhạc có trống nhiều hơn. Mặt trời hồng lưng vách núi lững lờ làn mây trắng. Rất là hay mọi người nha, một Kenwood cho đầm hay, bát càng khỏe. Đây, bộ này thiết kế với hai loa nhá, thiết kế hai loa và mỗi loa hai đường tiếng, bát và tép. Mà cái này thiết kế là lưới đã gắn liền rồi nên em cũng không tháo ra đấy nhá, tháo ra cậy là sợ nó bị sứt nó xấu đi. Đấy, ưu điểm là bảo vệ tuyệt đối an toàn này. Đây, lỗ thông hơi bên dưới đây. Đây, tổng thể mọi người hình thức thì nhìn qua video của em nhá. Đó, hình thức còn đẹp 80% trở lên. Đây, ở dưới đây là âm ly. Chức năng thì bộ này chúng ta nghe điện thoại, TV, máy tính cho em nhé. Chức năng nghe điện thoại, TV và máy tính. Đây, bộ này bình thường em đang bán 21, bộ này trên còn 1.8 nhé, 1.8. Kenwood, zin nguyên bản, xin cam kết. Vâng, để nghe điện thoại, TV, máy tính thì bấm cho nó input đây. Bấm cái nào mà hình hiện chữ AUX thì chúng ta cắm jack nghe nhé. Jack phía sau, lại em sẽ quay để hướng dẫn anh chị em cắm. Còn bản CDI mà chơi thì phụ thêm 100.000 em thay cái mắt nhé. Tức là mắt nguyên bản của nó thì không đọc. Ai mà muốn chơi ấy, thì em thay mắt, cơ nó vẫn ra vào bình thường. Đó, cơ vẫn ra vào bình thường. Giá này thì chưa bao gồm cái phần mắt CD. Anh xem nào mà có đĩa đi chơi thì em thay mắt mới. Mắt mới thì cũng là mắt của Nhật thôi, zin nguyên bản của Nhật thôi nhá, chứ không phải mắt Trung Quốc đâu. Mà ai chơi thì hãy thay thôi, còn không chơi thì thôi. Thì em bán thế này thật anh chị em là 6-70% khách hàng là ít chơi không chơi CD rồi. Ai cảm thấy chơi được thì bảo em nhá, thêm 100.000, tức là 100.000 nó thành 1.9.000. Bình thường em bán là 2.1.000 bộ này. Bây giờ là chiên còn 1.8.000. Em là kích thước nhá. Kích thước thì bộ này có tổng chiều rộng là 72 bằng bộ sáp vừa rồi, cao 34. Và chiều sâu của nó cũng tầm 34 luôn, 34-35 mọi người nhá. Đó là phần kích thước. Và em quay tổng thể này. Đây là mặt hông nhá, bằng gỗ, thùng gỗ nhá. Đây là mặt hông này. Thùng gỗ, thùng vách gỗ. Đây là phần mặt sau. Mặt sau thì loa có dây đỏ đen, cứ cắm đúng cho em thằng cái jack đỏ đen là được nhá. Chúng ta cái bộ này chúng ta gạt ra. Đấy, cho dây bảo đóng lại thôi. Thế này cắm dây 3.5 để nghe điện thoại, TV, máy tính nha. Cắm ở đây, đầu lại cắm điện thoại, TV, máy tính. Để loa có số series là 007-003-10 007-003-10 và hai số series giống nhau nhá, tức là trùng series 007-000 003-10. Và máy thùng vách đẹp. Này, loa máy thùng vách đẹp. Không có dấu hiệu gì của ngấm nước bể nở nhá. Nguyên bản khô cho em. Mỗi loa công suất 43W. 43 trở kháng 6V. 43 tổng 86. À, bộ này nó lại chơi lẻ lẻ như vậy. Nó Kenwood rất là đẹp. Lưới không hề rách một tí nào với nhá. Không có một tí nào là rách. Đang nguyên bản đẹp. Đấy, xin nhắc lại giá 1.8.000, thêm CD 1.9.000. Vâng, và ai có nhu cầu mua thì liên hệ với em qua Zalo nhá, 0976592986 em doanh nhau đi ô. Đây, vâng, và em lấy cái phần cassette nhưng mà lâu ngày nó mục dây cu loa mọi người nhá. Cassette mục dây cu loa nhá. Đấy, và em xin phép dừng để chuyển qua bộ số 3 rồi nhá.